It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look. Hi, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành luôn cái thông này ha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ trang trí cho cây thông. Thì hôm nay sẽ có anh mình sẽ phụ mình ha mọi người. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn ha. Mà sơ hở vậy là không được. Đây là cái con mà nó xuất hiện trong cái phần 2 của mình nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn ha. Mình phát hiện là mùi nghe của Nam. Đây xong bật cái thêm móng điện này. Ừ. Bật đi. Má nhỉ. Đây ha, cái này là mình mua phụ kiện ở trên mạng nha mọi người. Đây là mấy cái đồ trang trí ở trên mạng mình mua về này. Chữ Mary. Đây là mấy con người tuyết ha. Có ông già Noel nữa. Cái này là giấy dán hộp quà ha. Chứ mua hộp quà mắc quá. Một bộ tới 200-300 ngàn lần. Nên là mình mua giấy dán ha. Thì mình đang chuẩn bị làm thì ở trong nhà cấp điện thôi mọi người. Bây giờ mình dọn ra ngoài sân trời để mình quay nè. Bây giờ mình sẽ quay nhanh ha, giờ cũng trễ rồi, trời nó tối nhanh lắm. Ok. Ok, thì tụi mình vừa dán xong ha mọi người. Thì có điện cái tụi mình đem vô kho tụi mình làm lại. Đây, tụi mình vừa dán xong hết. Tổng là 13 sợi nha mọi người. Cái cây này cao chắc tầm khoảng 1m1 mà nó tốn 13 sợi. Khá là tốn đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí tiếp ha. Ok mọi người, thì cơ bản tụi mình cũng trang trí xong rồi ha. Cơ bản tụi mình cũng trang trí xong rồi. Thì vẫn còn dư một ít cái bông tuyết. Mấy cái bông tuyết này thì khi mà dán lên á thì không có thấy được ha mọi người. Đây này, mình có dán ở đây nè mà nhìn vô không thấy gì hết. Ok. Cũng ok phết nhờ.
Ok, thì bây giờ mình với anh mình sẽ cầm cái cây thông này lên đường trước, gắn điện ha mọi người. Ok mọi người, thì mình đã đi bên đường trước rồi ha, có ô điện rồi. Bây giờ anh mình sẽ gắn điện cho mọi người. Rồi, gắn điện thôi. Tụi mình đùa thế ha, bây giờ tụi mình đi gắn điện cho mọi người. Ok, gắn điện thôi. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be. Ok, thì mình đã hoàn thành xong cái cây thông Noel rồi ha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha.